Này, bố mình nhịn lâu lắm rồi đi nhé. Bé mèo chọc chó phiên bản trẻ trâu chưa trải sự đời. Thời con bé có bạn nào hay nghịch mấy trò dại dột chưa? Đúng là thời tuổi trẻ chưa trải sự đời mà. Bé mèo trong đoạn clip trên ắt hẳn cũng đã có một tuổi thơ vô cùng dữ dội khi dám đứng trước mặt một anh chó cao to đen hôi như thế này mà làm trò. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Đó, không biết ai xui khiến mà tự nhiên lại ngồi trước mặt chú chó rồi nhảy nhót làm ba cái trò con bò không biết bằng có 1/10 người ta à, mà còn bày đặt khiêu khích đòi đánh nhau. Nè con chó kia, mày coi tao lộn mèo nè, ghê chưa, sợ chưa? Vừa múa vả mèo vừa to mồm, sao mày không đánh nhau với tao? Ừ, may mà người ta không thèm đánh đó, chứ lỡ mà nóng tánh phát là kiếp này coi như bỏ rồi nhé bé mèo. Còn mặt anh chó thì đúng kiểu vô cảm, không thèm trách chi cái đồ trẻ ranh còn hôi sữa này. Thôi cứ coi như nó đang thách thức danh hài vậy, coi vui xíu cho giải trí cũng tốt chứ không có gì. Thời trẻ trâu hay làm ba chuyện xàm xí không sợ chết. Không biết sau này nếu có lỡ xem lại video này thì bạn mèo có cảm thấy lạnh sống lưng không? Nghĩ lại sao hồi đó mình gan ghê, lỡ mà anh chó nóng lên cạp cho một phát thì bây giờ, à đâu có còn có bây giờ nữa đâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.